Thưa quý vị, chưa bao giờ mà người ta thấy dân Mỹ nhiều người lại ngu ngơ đến như vậy. Nhiều người nghe lời nói từ miệng của Kamala Harris, bà không phải đã có 3,5 năm để vượt qua những chính sách thất bại hay sao? Và hiện tại bà vẫn đang là phó tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đó thôi. Tuy nhiên, chúng ta nghe video từ chính miệng bà ta nói trong buổi vận động tranh cử của mình. Bà muốn lấy lòng những người lắng nghe khù khờ và không cần sử dụng bộ não của mình để phân tích những lời lẽ của một con người thực sự có thể nói một cách đơn giản, đó là dối trá. Bà ta nói rằng chúng ta chỉ cần vượt qua những chính sách thất bại mà chúng ta đã chứng minh là không hiệu quả. We just need to move past the failed policies that we have proven don't work. Đúng thế. Chúng ta thấy rằng thật khôi hài, thật hài kịch khi con người này đang là đại diện cho người dân Mỹ về cách điều hành nước Mỹ chỉ sau Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, mà lại tự vả vào mặt của mình nói rằng chính sách đang thất bại và không hiệu quả. Và bà ta nói rằng chỉ cần vượt qua những chính sách thất bại thì đồng nghĩa là bà ta đang xác nhận mọi sự đều thất bại dưới sự điều hành của Joe Biden và Kamala Harris. Đó chẳng phải là những lời dối trá bà ta hứa hẹn với những người đang lắng nghe bà ta hay sao? Những sự thất bại trước mắt bà ta không khả năng để mà làm tốt hơn được thì lấy gì trong tương lai? Chúng ta thấy rằng ngay trong Kinh Thánh, Chúa Jesus đã chỉ dạy chúng ta hãy nhìn quả thì biết cây. Như vậy, chúng ta đã quá rõ về cái cây này có sinh hoa kết trái tốt hay không. Tuy nhiên, người ta vẫn lắng nghe bà ta và ủng hộ một cách cuồng nhiệt bằng những tràng pháo tay và còn ca ngợi rằng đây là một con người học cao hiểu rộng. Có ai nhận thấy rằng chính bà Kamala Harris, bà đang nói rằng bà nói về chính sách của chính bà đang thất bại hay không? Mọi người nghe có hiểu được điều đó hay không? Thưa quý vị, Joe Rogan và Chama đã có cuộc thảo luận về việc truyền thông nói dối về Tổng thống cử Donald Trump và những trò lừa bịp verified people ở Charlottesville. It's also the media's depiction of him, which has been grossly distorted. And I think that, you know, I met him and spent time with him. I've also had lunch with Kamala. She's very kind, very nice person. Donald Trump, very funny. Very kind, very polite, like he talks to you. And I just was like, wow, this is like totally, and exactly what you said. I was like, I was expecting something totally different. And I think, though, that the part at the core, part of what, where the media goes crazy, I think, I'm guessing, is that there's a part of him as well that's like an entertainer. I mean, he's right. Better than, he's as good as any comedian. Chama nói rằng tôi đã gặp ông ấy và dành thời gian bên ông ấy, Donald Trump. Ông rất hài hước, rất tử tế, rất lịch sự. Kiểu như ông ấy nói chuyện với bạn. Tôi mong đợi điều gì đó hoàn toàn khác. Ông ấy giỏi như bất kỳ diễn viên hài nào. Rogan nói rằng các phương tiện truyền thông đã bóp méo con người ông ấy. Bất kỳ khuyết điểm nào của Donald Trump cũng chẳng là gì so với những gì mà phương tiện truyền thông mô tả về ông ấy. Chamart, một ví dụ khiến tôi bận tâm là cuộc họp báo ở Charlottesville. Khi lần đầu nghe phương tiện truyền thông mô tả về sự việc, tôi thực sự khó chịu vì những gì tôi nghĩ ông ấy đã nói. Hóa ra ông ấy không nói như vậy. Trên thực tế, ông ấy không chỉ không nói mà còn nói ngược lại. Và sau đó tôi thực sự thất vọng và có chút tức giận vì tôi nghĩ rằng ông ấy không bao giờ nói dối tôi. Bộ lọc đã nói dối tôi, chính giới truyền thông đã nói dối tôi. Rogan nói rằng, và hậu quả duy nhất của việc họ nói dối đó là sự mất lòng tin mà mọi người dành cho họ hiện tại. Chamath, tôi nghĩ rằng lòng tin và phương tiện truyền thông chính thống đang ở mức thấp nhất từ trước cho đến nay. Tôi nghĩ rằng có nhiều người tin tưởng bạn hơn và nhiều người tin tưởng chúng tôi sẽ kể lại phiên bản những gì mà chúng tôi đã nghĩ đang xảy ra. Vì bạn sẽ không nói dối. Yeah. He's on point. He's got sync, like he's got rhythm. He knows how to land. So there's a thing that he's doing when he's on stage, which for the audience, I think,
is no different than going to a show or a revival or something. You're right. Seeing a star. Right. But then if you're looking at him as Donald Trump the person, I think the media really gets out of, they get tilted. Well, not only that, they've distorted who he is. Whatever flaws Donald Trump has are nothing in comparison to the media's depictions of him. And everybody's got flaws. His, I think, are, his exist and are well described. But I do think that they, I think there's like a couple of good examples. You know, one example that bothered me was the Charlottesville press conference. When I first heard the media depiction of it, I was really upset because of what I thought he said. Right. It turned out he didn't say it. Exactly. In fact, not only did he not say it, he said the exact opposite. Right. And then I was really frustrated and a little bit angry because I thought he was never lying to me. The filter was lying to me. Right. And I'm not paying for those people to lie to me. I'm paying for them to actually give me the transcript of it so that I can decide for myself. I think that's part of a responsibility of being a cogent adult. And the only repercussions of them lying is a lack of trust that people have for them now. And so then they make their own bed, you know, they dig their own grave a little bit because it's the, I think the trust in the mainstream media is the lowest it's ever been. I think way more people trust you, you know, way more people trust us to tell a version of what we think is happening because you're not going to lie. Thưa quý vị, người ta nghe rõ ràng từ miệng của bà Kamala Harris, bà nói về những điều dối trá. Thậm chí bà nói những điều bà vạch trần về những sự hạn chế của chính bà. Vậy mà nhiều người họ vẫn nghĩ rằng bà đó rất tuyệt vời, rất tài năng. Bây giờ họ không còn khả năng phân định giữa thật và giả nữa. Trong khi đó, đơn thuần người ta dễ dàng tin một cách nhanh chóng khi nghe bởi giới truyền thông nói về một ai đó và đặc biệt khi nói xấu về một người nào đó thì họ lập tức tin ngay và không hề đặt câu hỏi có thật vậy không và một lần đi kiểm chứng. Chúng ta thấy rằng đa số người Việt chúng ta thường thích nghe những lời nói dối và nói xấu về người khác và lập tức người ta có ác cảm liền với những người bị nói xấu đó mặc dù cái người bị nói xấu đó chúng ta không biết họ là ai. Cũng vậy, đám thế lực ngầm truyền thông ma quỷ họ nắm được tâm lý này và đã gieo vào đầu biết bao nhiêu con người những câu chuyện họ tự thêu dệt và thêu dệt một cách tiêu cực về những con người mà họ muốn hạ bệ, họ muốn ám hại. Bởi lẽ nếu nhiều người nói rằng Tổng thống cử Donald Trump ông là người xấu thì hãy chứng minh đi, hãy đưa ra những bằng chứng mà bằng chứng hiển nhiên và người đó phải là người nắm được bằng chứng, không phải là nghe ai vu khống và tố cáo ông và hoàn toàn không có chứng cứ xác thực. Bằng chứng là ông vẫn là một ứng cử viên nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình và ông đã trải qua nhiệm kỳ thứ nhất là tổng tư lệnh, là tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và nay ông dù rằng nếu không là ứng cử viên tổng thống thì ông vẫn là một cựu tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và vẫn được bảo vệ hết cả đời trọn đời của ông bởi chính tiền thuế của từng người dân Mỹ góp vào để phục vụ cho chuyện đó, bởi bất kể cựu tổng thống nào của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng được hưởng về chính sách như vậy. Nếu chúng ta nói ông ấy là một kẻ xấu xa, là kẻ ác ôn, thì tại sao ông ấy vẫn là một ứng cử viên của biết bao nhiêu con người thuộc Đảng Cộng Hòa đề bạt ông ấy lên? Không lẽ họ là những con người dốt nát hơn chúng ta, những con người nghèo đói hơn chúng ta và những con người hoàn toàn không có tầm nhìn? Ông hoàn toàn được đề bạt bằng những lá phiếu bầu chọn, không phải là một sự đưa lên từ một đám thế lực nào đó ở đằng sau và tự ý không cần một lá phiếu nào và bất chấp mọi suy nghĩ, mọi ý kiến của những thành viên khác trong đảng của mình. Chỉ riêng câu chuyện này thôi, chúng ta đã thấy hoàn toàn khác biệt giữa hai ứng cử viên của Tổng thống Hợp chủng của Hoa Kỳ, Tổng thống ứng cử Donald Trump và Kamala Harris. Đối với bà Kamala Harris, họ không nhận thấy được một lá phiếu nào đề bạt bà ấy, mà đằng sau đó là những bàn tay quyền lực lông lá nằm ở trong Đảng Dân Chủ đã trực tiếp đưa bà ấy lên.
Và chúng ta đã thấy có những sự chuyển dịch ngay trong nội bộ của Đảng Dân Chủ, và những sự thật được chính những người mà người ta nói rằng ở trong chăn với biết chăn có rận là như vậy. Họ đã nói lên sự thật, nhưng mà chúng ta vẫn gạt bỏ ngoài tai bởi chúng ta thích nghe những lời dối trá hơn là nghe sự thật. Nhưng chính Chúa Giêsu Ngài đã nói chúng ta rằng chỉ có sự thật mới có thể giải thoát được chúng ta mà thôi. Sự dối trá sẽ dẫn chúng ta lẩn quẩn trong sự dối trá và hết cả cuộc đời của chúng ta, và sẽ dẫn đến cả cuộc đời con cháu chúng ta. And just on the second assassination attempt, I don't know if you even want to go there, but I mean, gosh, I'm so glad that he didn't get shot at again. This is scary stuff, folks. This rhetoric's got to come down. I keep saying it. Nobody wants to listen to me, but man. Thưa quý vị, điều vô cùng sốc khi David Sack chỉ ra rằng Ryan Root, người đã cố gắng ám sát Tổng thống Trump, có những dòng tweet ra giống hệt như Tổng thống Joe Biden, Kamala Harris và giới truyền thông doanh nghiệp. Chúng ta hãy xem xét lời lẽ mà Ryan Root đã trích dẫn trên tờ X của ông ấy. Ông ấy nói rằng Trump là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ. Ông ấy đã trích dẫn những gì mà Joe Biden, Kamala Harris và các phương tiện truyền thông chính thống đã nói một cách chi tiết. Nếu bạn muốn quy động lực ở đó, Ryan lấy những ý tưởng này ở đâu? Chúng đã được các phương tiện truyền thông chính thống liên tục khuếch đại, và nó không giống như là một bình luận nhất thời. Trong nhiều năm qua, câu chuyện trung tâm là bằng cách nào đó Trump đại diện cho mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ, và bằng cách này hay cách khác, mối đe dọa đó phải bị loại bỏ. Ryan Root chỉ đơn giản là hiểu theo nghĩa đen những gì các phương tiện truyền thông chính thống đã gieo vào đầu anh ấy. Khi bạn gọi một người là Hitler trong nhiều năm trời, bạn sẽ tạo ra hàng tỷ ấn tượng xung quanh về điều đó. Và nó giống như là một tuyên bố nhất thời, mà là điều được nhắc đi nhắc lại với công chúng. Đối với tôi, có vẻ như bạn đang tự chuốc lấy rắc rối. Well, let's look at the rhetoric that Ryan Ruth was literally quoting on his Twitter, was saying that Trump is basically an existential threat to democracy. He was quoting what Joe Biden and Kamala Harris and the mainstream media have been saying chapter and verse. So I think that, you know, if you want to ascribe motivation there, where did Ruth get these ideas? They've been endlessly amplified by the mainstream media. And it's not like a one-off comment. It's been the central narrative for the last several years, is that somehow Trump represents this existential threat to democracy. And one way or another, that threat must be eliminated. And I think Ryan Ruth simply took literally what the mainstream media has been saying. 1% of your followers is what I tell everybody. High profile people you and I both know is 1% of people in your following. And we all have large followings here. And there's certainly people who have extremely large followings. 1%. Are mentally ill. Like when I say mentally ill, I mean severely mentally ill. And if it's but 1% of your following, if it's 0.1%, this could be thousands of people. And this is what happened to John Lennon and other famous people who've been killed tragically, is those mentally ill people interpret things in a very different way. And when you say, you know, a phrase that has triggers in it, threat to democracy, fight like hell, whatever it is, they interpret it differently. And so just please, folks. Well, when you call the guy Hitler for years, and again, you create millions or billions of impressions around that, and it's not like a one-off statement, but it's something that's drummed into the public over and over again, it seems to me you're asking for trouble. Stay safe. Please tone down the rhetoric, everybody, and we will see you next time on the... Thưa quý vị, điều này tỷ phú Elon Musk, ông gọi là virus tâm trí bởi nó ăn mòn tâm trí của chúng ta. Ngày ngày giờ giờ nó gieo vào trong đầu chúng ta những điều tiêu cực, nghĩ xấu về ai đó, thì đột nhiên ấn tượng đầu tiên khi chúng ta gặp người đó, mặc dù trước đó người đó hoàn toàn xa lạ với chúng ta chưa biết người đó là ai, không biết đời sống của họ ra sao, không biết họ ở đâu và hoàn toàn chưa có một lần tiếp xúc trực tiếp với họ. Tuy nhiên chúng ta được một bên thứ ba nói xấu về người đó, thì khi chúng ta nhìn thấy người đó thì đột nhiên ở trong tâm trí chúng ta nghĩ rằng đây là một con người hoàn toàn không tốt, là một con người xấu. Thì cũng giống như vậy, chúng ta đang bị gieo vào đầu, chúng ta bị giới truyền thông đang làm chủ mọi sự khi chúng ta không làm chủ chính tâm trí và suy nghĩ của chúng ta.
Chúng ta không có khả năng phản tỉnh trước những thông tin mà họ gieo vào đầu chúng ta. Chúng ta cứ nhắm mắt đưa theo, và rồi cái giá mà chúng ta phải trả, giá rẻ là chúng ta làm thoa hóa chính con người của chúng ta, làm biến chất con người tốt đẹp của chúng ta. Vốn dĩ đây chúng ta chưa nghĩ ai xấu bao giờ. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe ai đó nói xấu về một người nào đó nhiều lần, rất nhiều lần, thì đột nhiên chúng ta lại đi nói xấu và nghĩ xấu về người đó giống như họ. Công tâm mà nói, nếu chúng ta nói xấu về ai đó thì chúng ta phải có bằng chứng về sự xấu xa đó. Và huống chi chính Chúa Giêsu đã chỉ dạy chúng ta một điều ngay trong Kinh Thánh. Lời của Thiên Chúa đã nói rằng, anh em muốn người ta làm gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.